365 ngày cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày 304. Chuyện kể về một người đến trước cửa thiên đàng và xin thánh Phêrô cho mình vào. Ngài trả lời: "Đương nhiên là được, chỉ cần con chỉ cho ta xem các vết sẹo của con." Người ấy trả lời: "Con không có vết sẹo nào." Thánh nhân nói: "Thật đáng tiếc, vì chẳng có gì đáng cho con phải chiến đấu sao?" Câu chuyện kể trên minh họa cho lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." Chúa Giêsu xác quyết với ta rằng đường về nước trời là con đường thập giá và cửa sự sống là đi qua cửa hẹp. Phải chiến đấu, phải mang nhiều thương tích, nhiều vết sẹo thì mới vào được. Vậy chiến đấu thế nào để được vào cửa hẹp? Hành trình chiến đấu này là chính những đấu tranh của ta với bản thân ương lười, ích kỷ và cái tôi to đùng. Ngoài ra, ta còn phải chiến đấu với những mưu mô tinh vi của ma quỷ, với môi trường xã hội nặng tính trần tục, nhất là xã hội đề cao tiện nghi, hưởng thụ cách ích kỷ như hiện nay. Thật là một hành trình không đơn giản nếu chúng ta không sống kết hiệp với Chúa và để cho Ngài giúp đỡ. Để có được sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn, trong cuộc đời của mình, Thánh Gioan Thánh Giá đã khuyên như thế này: "Nếu bạn muốn giữ cho khuôn mặt Thiên Chúa trong linh hồn bạn được trong sáng và đơn thuần, đừng bận tâm tới sự hiện diện của các thụ tạo. Tốt hơn, hãy làm cho tâm trí bạn khỏi vướng mắc các thụ tạo ấy, xa lạ với chúng, và bạn sẽ bước đi trong ánh sáng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không giống như chúng." Điều này có nghĩa là gì? Có phải là ta sẽ tách mình ra khỏi thế gian để sống một mình và không vướng mắc với ai? Bạn ơi, Kitô hữu là những người được mời gọi sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Con người chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa những điều chính và điều phụ, nên cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn và mất phương hướng. Thiên Chúa dựng nên ta và tất cả những loài thụ tạo quanh ta để ta sống cùng với chúng, nhưng Thiên Chúa mới là cùng đích. Cuộc đời của bạn và tôi cùng tất cả những gì chúng ta đang làm là vì ai vậy? Vì chính mình, vì ai đó, hay là vì Thiên Chúa? Hãy thật cẩn thận và suy xét lại bạn nhé. Lạy Chúa, chúng con đang trên đường tiến về nhà Chúa. Trong biển đời đầy sóng gió, xin cho mắt chúng con luôn bám chặt vào đích đến của cuộc đời mình là Chúa. Xin củng cố đức tin, đức cậy, đức mến của chúng con, vì đó chính là điểm tựa, là sức mạnh, là chìa khóa giúp chúng con bước qua cửa hẹp để vào nước trời. Lạy Thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày. Hôm nay, mời bạn xét lại những ưu tiên trong cuộc đời mình. Cái gì là động lực thúc đẩy trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn? Thiên Chúa có phải là ưu tiên trong mọi lựa chọn của bạn không? Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn can đảm tập bỏ dần những vướng mắc cản trở bạn đến với Ngài nhé.
con mong là ngọn đèn trầu lặng lẽ âm thầm ở bên cung thánh, ngọn đèn trầu dù nắng dù mưa dù sớm dù trưa vẫn luôn đỏ sáng lòng mến yêu. Ngọn đèn trầu nhắc nhớ trần gian Chúa đang hiện diện, nhắc nhớ tình yêu vô biên huyền diệu. Ngọn đèn trầu nhỏ bé mà thôi, dù tháng ngày trôi tỏa sáng chẳng ngời. Để ca ngợi tình yêu Thiên Chúa, Ngài vẫn ở cùng con tháng năm trong đời. Con có chi dâng Ngài, chỉ có chút tình nhỏ bé mà thôi. Nhưng dù con yêu đuối, vẫn ước nguyện yêu Chúa trong nơi, để khi trần thế một mai xa rồi, con được ở cùng Chúa nguồn an vui. Con mong là một nụ hồng nhỏ bé tươi nở ở bên cung thánh, một nụ hồng nhỏ bé mà thôi nồng thắm đẹp tươi, ca ngợi tình Chúa trời chẳng ngơi. Một nụ hồng diễm phúc được sống dưới chân bàn thờ, dẫu kia phù dung sáng nở chiều tàn. Một nụ hồng dẫu sớm tan phai vẫn muốn chẳng ngơi, rực nở đẹp tươi. Yêu Chúa.
để khi trần thế một mai xa rồi